Đây, hôm nay em quay cho các bác xem con máy này, là con máy cưa mili. Con cưa này là cưa của Mỹ nhá, cưa Home Lead của Mỹ. Thì trông bé này thôi nhưng mà dung tích xi nhan của nó lên tới 33cc. Đấy, đây là hình thức của máy này. Home Lead của Mỹ. Đây, Super Home Lead Super Automatic. Nhưng con này còn cực kỳ là đẹp đấy. Hôm nay là em quay thời tiết nó hơi tối nên là nhìn nó không rõ nét, các bác thông cảm. Đấy. Rồi. Rồi sau đây em sẽ nổ thử máy cho bác nghe tiếng máy nhá. Thao tác này. Đây nha, đưa nè về vị trí này. Bật công tắc này. Rồi này, hầu này. Cái con này có một cái đặc điểm của nó là con này nó có hai cò ga các bác ạ. Cưa mili tay cột nhưng có hai cò ga. Đây các bác dùng một tay thì các bác sử dụng cò ga này rồi. Đấy. Và khi ở dưới thì các bác sử dụng cò ga bên này. Đấy các bác nhìn thấy không? Cầm nó tư thế rất là thoải mái. Rồi nha. Đây em sẽ khởi động lại cho các bác xem này. Cái máy đã nổ rồi thì hoạt động rất dễ. Cảm ơn các bác xem video nha.